Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minecraft Sinh Tồn phiên bản 1.13.2. Tập này mình sẽ đi kiếm đinh 3 một lần nữa. Hay. Và mình có một ý kiến rất là hay. Đó là lấy này theo. Bây giờ thì chưa cần thiết để đánh con rồng. Tại vì mình đã nói là mình sẽ xài đinh 3 để đánh nó. Cho nên bắt buộc phải kiếm gà. Và cách để kiếm gà thì nó không có nhiều. Và cách tốt nhất là để kiếm cái stronghold. Khu vực này mình đã kiếm được cái một cái stronghold bên kia á. Có bản đồ của nó luôn nè. Và bây giờ mình cần đi ra một cái khu vực khác để kiếm stronghold khác. Và để mình biết vị trí chính xác của cái stronghold mà mình đã từng kiếm được rồi thì quăng cái. Rồi. What? Ủa rồi. Đây nè. Rồi. Hướng này sẽ là hướng của cái stronghold cũ ha. Vì mình phải đi ngược lại. Qua đây nè. Kiếm một cái stronghold mới. Gì đi. Để làm thêm vài cái khoai tây nghiền đem theo đi. Sau này mình sẽ ăn cái khác. Hiện giờ thì cứ ăn khoai tây thôi. Sau này mình sẽ làm ba cái bánh pumpkin pie. Trời ơi. Cùng mình share nó ghê quá. Mình có thể đi đường này vô. Mày. No. Oh shit. Oh. Nó làm bể một cái cây rồi phải không? Đây nè. Ủa đâu phải đâu, này lâu rồi. Thôi, lấy khoai. Ố, nhìn đẹp quá. Không nỡ lấy tí nào hết. Mà phải lấy thôi. Vì sự sinh tồn của mình phải lấy thôi. Chồng lại liền, không nó thành đất á. Không được stack hả? Được 42 à. Thôi kệ cũng được rồi. Đi. Đi nè. Lên nè. Đẹp không? Mình thấy rất là đẹp. Ồ, chưa. Mình cần phải đi kiểm tra dân làng coi có gì đổi chưa. Thằng màu trắng á. Giờ chắc bến nhóc hết trơn rồi quá. What? Ủa? Sao mất tiêu trời? Đó giờ mình chơi là nó cứ mất hoài luôn á. Lý do thì không biết. Như thằng dân làng mình để trong cái nhà đâu đây nè. Hình như cái này hả? Tự nhiên mất tiêu luôn. Mặc dù nó chặn cửa rồi cũng mất tiêu luôn. Rồi luôn mất tiêu chân. Chỉ có cái thằng ở dưới đó là còn thôi, không hiểu tại sao. Chán thiệt. Thằng này thả nó ra đi ha. Nhưng là duy nhất còn sống nè. Nó sẽ đi lên đây, từ từ nó sẽ lên đó. Rồi nó cũng sẽ biến mất như mấy thằng kia. Khỏi cần bảo vệ cái làng này nữa. Bye bye. Mình nghĩ là tập này mình sẽ tắt cái shader đi ha. Để thử ý kiến mấy bạn lần cuối cùng á. Tắt đi thì mình cũng đỡ giật hơn xíu. Giờ làm gì đây? À, đi kiếm cái kia. Kiếm thêm một cái gì đó. Stronghold. Rồi. Trong chuyến đi này mình cần đem theo đá 2 stack thôi. Rồi gỗ nữa. Một stack này thôi. Rồi ok đi. Đồ ăn. Với cái giường nữa. Y khoan. Nên đem không? Lỡ chết là sao? Chết mà không quay lại đây là mệt lắm á. Ta đem theo cái giường riêng đi. Lấy thêm lông cụ á. Có kéo không? Kéo. Đây. Rồi đem theo Emerald luôn. Biết đâu gặp được cái làng nào phải không? Mà chắc không đâu. 1, 2 3. Rồi thank you. Ủa? Ý được 7 lần hả? Từ mỗi con được có một bộ lông thôi chứ. Ý nó mọc lại kìa. Nó mới ăn cỏ mọc lại á. Mình có cảm giác mình quên đem gì theo á. Chắc là mấy cái dụng cụ á. Chắc vậy. Ý. Ồ cần câu á. Rớt cái gì coi. Trời ơi thịt. Hai con. Dưới này có gì không? Trên thuyền cũng đánh được nữa. Hay vậy. Quỷ nó lên thuyền mình luôn kìa.
Đi xuống coi. Rớt gì không? Không. Đương nhiên là không rồi. Nhiều mod quá. Mob nha, chứ không phải là mod. Nhiều quái quá đi. Nói gì cho dễ. Rồi, chỗ này trống nè. Quăng. Bước này tức là sai rồi. Phải đi xa nữa. Hay. Đây là hướng về nè. Tức là sẽ quay lại cái son hô cũ. Khúc này mình từng qua rồi, chắc là để đi kiếm cái đinh ba chứ gì. Đi vô dùng nước nó màu đẹp rồi nè. Với đó là... là cái gì? Chỗ này lại gọi luôn. Đây nè. Dấu tích. Đi xa nữa đi. Thì tức là xung quanh đây mình lại gọi. Giờ chắc là đi thẳng thôi á. Càng xa càng tốt. Và mình nghĩ đó chắc ăn thì... lấy nó ra luôn. Sợ mắc nó lắm. Còn có xíu độ bền nè. Giờ có sẵn có cái đảo trên này nè. Mình lên mình quăng cái mắt Ender cái đi. Rồi. Đó, đây nè. Đúng rồi. Yeah. Hướng bên này. Kiếm ra rồi. Kiếm được cái son hô thì hên xui là ra cuốn sách mấy đinh thôi. Chứ không phải là chắc chắn được. Đây chỉ là cái vị trí bắt đầu mình kiếm thấy được chỗ đó thôi. Tức là nó xa lắm chứ không có gần đâu. Đi, sa mạc nè, phải không? Mong là bự bự xíu. Ồ. Bự không? Có triển vọng đó nha. Sa mạc thì có khả năng sẽ có cái làng á, mình có đem, yeah, có đem lục báo theo. Rồi, ok, khám phá luôn sa mạc này ha. Go. Đi. Sa mạc này sẽ có gì đây? Và cái hướng đi của mình là đi thẳng hay gì đó phải không? Quăng thử một cái nữa. Qua đây. Đừng... yeah. Mình thấy cảm giác là cái Ender Pearl này nó khó bể làm sao. Hồi đó quăng là coi như là bể liên tục luôn. Ý. Yeah. Tuyệt vời. Kim tự tháp cũng có khả năng sẽ có sách mấy đinh đó. Ở đây mà có được quyển sách đó là khỏi đi kiếm son hôn chi hết. Làm ơn cho tôi quyển sách mấy đinh đi. Ồ. Bắt đầu. Chuẩn bị tinh thần chưa? Đi. À. Lộn. Lộn lóc. Đang làm mình phải đào bên này nè. Bên lóc bên này nè. Vô. Shit. Có xương cũng được. Bỏ gác cho cháu ha. Thuốc súng cần nè, quên. Tiếp tục. Kim cương. Nhưng mà không có cần. Tiếp tục. What the hell. Cái cuối cùng à. Oh. Rồi. Tập trung. May mắn 3. Ủa may mắn 3 mà. Đâu phải gia tài 3 đâu. Oh. Rồi. Chỗ này không tốt thế nào hết. Trời ơi, tự được cái gia tài 3 cũng tốt ha. Cuối cùng may mắn 3 như không luôn. Ok, đi tiếp. Kiếm cái stronghold thôi. Thật ra thì nếu hồi nãy mà kiếm được sách mending thì tập này cũng không biết làm gì nữa. Ngoài farm zombie cũng không biết làm gì thêm nữa. Cho nên là không kiếm được cũng tốt. Một phần. Hey. Rồi hướng này phải không? Để cho chắc ăn phải quăng lần nữa. Đúng rồi. Đừng có bể, please. Yeah. Đây hướng này nè. Tiếp tục chuyến phiêu lưu đầy kỳ thú. Ý. Chưa. Có thể có làng ở đây á. Hướng đó là hướng nào vậy? Nhìn luôn đi. Mất công hồi nữa. Nó. Hướng bắc. Gì? Có làng không? Có làng vô trade chơi coi. Cái làng nhà mình đã bị tàn phá. Không phải bị tàn phá, bị gì? Ờ gì ta? Ồ oh. Có cái làng kìa. Phải không? Đúng rồi. Sao tôi hên quá vậy.
Cỏ chỗ này nó xanh hơn nhà mình ha. Yeah. Có làng thiệt kìa. Ồ. Ở cái núi đẹp quá trời luôn kìa. Mà phải là gần xíu mới được. Có cả... mình nhìn mình thấy sợ sợ làm sao á. Thì nó đẹp thiệt mà nó thấy ghê ghê làm sao. Wow. Rồi dân làng có không? Mong là có. Đây có nuôi rùa nữa, rùa nhóc hết trơn luôn kìa. Ê. Rồi cảm ơn tụi bay. Cái thứ mình kiếm. Hello. Cái này chắc phải xuống nước chứ trời. Tại sao lại trên bờ vậy? Xuống đi. Đi xuống. Rồi bye bye. Vô làng coi thử có mending không. Nhưng đầu tiên, việc đầu tiên mà kiếm thấy cái làng là gì? Mấy bạn chắc cũng phải biết rồi. Coi mình biết bao lâu rồi phải không? Đi kiếm thợ rèn cướp đồ nó chứ gì. Đây. Có gì cho tôi. Trời ơi, sắt với táo thôi, lấy táo đi. Rồi cảm ơn. Tiếp. À, kiếm thằng áo trắng á. Này là gì? Thợ công cụ. Đây là nông dân. Đây là không nói chuyện được. Ngộ á, có nhà thằng không nói chuyện được. Mấy thằng áo trắng đâu không? Yeah. Bảo vệ kho sắt hơn kia rồi. Quyển sách này rất là tốt á. Feather Falling á. Mà làm sao để giữ cái này lại đây? Ê đừng ra, vô, vô. Vô. Muốn được quyển sách á mình cần phải có thêm lục bảo á. Mà để coi. Rồi. Một thằng ha. Ý. Người vẽ bản đồ. Cartographer vậy đó không? Mà này sẽ cho mình gì mà không biết. Bên này có gì? Thằng áo nâu với áo hồng. Rồi bên này. Không có gì hết. Ý. Linh mục. Thôi. Không chơi với nó đâu. Có củ giờ là vui rồi. Thằng này thì cái trade của nó lại quá cao. Mình lấy 25 miếng giấy. Ồ, được á. Rồi, 10 cục. Còn bao nhiêu giấy ta? 35 phải không? Là cần 35 mía. Phải chia hết cho ba chứ ha. 36 mía. Nhiều vòng đây chắc có mà. Có sa mạc gần đây mà phải không? Để coi, để coi. Ở đây cũng tốt ha. Chỗ này mà xây nhà là quá tuyệt vời luôn. Trời sắp tối rồi, phải đi ngủ thôi. Ơ, trời ơi cái thuyền. Cứ bị kẹt hoài. Qua đó lẹ lên, trời tối rồi. Rồi, ngủ. À, xong. Khỏi lo. Cảm ơn. Nhiều rồi, được 24 rồi. Cần xíu nữa được rồi. Mình thấy mé bên này nè không? Ba chín luôn. Quá tuyệt vời. Đi. Và mong là nó sẽ cho mình sách mé đinh. Hoặc là cái trade nào khác đó đơn giản hơn xíu. Chứ trade gì mà tới ba mấy cục ngọc lục bảo là thấy không được rồi đó. Vô. Ê, đừng đi ghé. Vô. Ông là nhân vật rất là quan trọng đó. Rồi. Ờ, mé. Giấy. Tray. Ủa sao cần 25? Ủa ngồi nha. Nãy nhớ 35 mà. Nhớ lộn rồi. Lúc bảo. Rồi, nó có cái... Đó. Tray khác rồi nè. Thấy không? Nó hiện lên gì là có tray khác rồi đó. Tiếp theo là gì? 10 quyển sách. Quá dễ. Kế bên luôn. La bàn. Không cần. Kệ sách. Vậy thì mình sẽ trade 10 quyển sách lấy cái ngọc lục bảo ha. Bằng cách này. Rồi đây sách của ông nè. Trả cho ông nè. Ý qua đây. Ý lộn qua đây. Rồi. Xong. Có hiện cái dòng. Đó. Có trade mới rồi đó.
Tiếp tục là quyển sách nữa nè. Ủa không phải hả? Chưa, cần một lần nữa mới được. Vì mình phải trade cái sách được viết hả? Này làm sao? Mỗi quyển sách thế không biết có được thêm kinh nghiệm không nữa. Mình nghĩ là cái này mới được nè. Sách được viết á. Cái đó làm sao mình chưa biết nữa. Để mình nghiên cứu thử. Mình vừa nghiên cứu thì nguyên liệu thì cũng đơn giản. Ý, một con được rồi. Đây, túi mực. Giờ đi kiếm thêm cái shipwreck. Nó sẽ có 60% tỷ lệ ra lông. Ê, không có gì luôn. Đây có không? Đây nè. Có cái rương nè. No. Ý, ăn đam rồi. Oxit, oxit, ăn đam rồi. Hay. Cô. Sao vậy? Lông chê không có. Tại sao? Tại vì mình muốn tiết kiệm lục bảo á, cho nên là mình muốn trade cái quyển sách cho dễ. Mà có vẻ là mình sẽ chơi lục bảo luôn cho rồi đi. Không lần nào gớt luôn. Cũng đúng thôi, tỷ lệ có chừng nhiêu phần trăm ta. Ý, cái hệ nữa không? Nó đó. Demo. Tỷ lệ là 4% à. Không có cao lắm. Mình đó giờ hay đặt mục tiêu làm clip lắm. Clip này làm này, clip này làm kia gì đó. Nhưng mà cuối cùng mà mình làm cái khác không à. Không biết giết nó ra lòng không à. Mà thấy tội nghiệp đúng không à. Rồi, hy sinh đi. Rồi, như vậy nè. Mình cần thêm mấy cái tổ này nữa nè. À, lòng. Mực. Như lời quyển sách. Hai cái. Ơ. Ký tên. Hả? À, gì hả? Nhập tiêu đề. Mending. Thì ra là vậy. Tiếp. Mong là sẽ ra mấy đinh. Ủa. Ký tên và đóng lại. Xong. Trade thôi. Ờ. Đâu rồi. Đây. Hai quyển. Ủa. À hai quyển nè. Ủa. What. À hiểu rồi. Nó sẽ ra quyển copy trang như quyển này. Rồi stack lại nhau. Ủa không đỡ kia á. Để cho đơn giản. Trade luôn hai viên lục bảo. Ủa. Nhập luôn này nha. Hai viên lục bảo. Một viên là được rồi. Trời ơi, nãy giờ không thấy. Bỏ tay luôn. Rồi, nó. Tiếp tục. Sẽ là một quyển sách nữa nè. Đây là quyển sách cuối cùng. Và đó là Nhạc ba. Ê, nhạc ba. Nhạc ba. Yeah. Tuyệt vời. Có nhạc ba tức là tỷ lệ được đỉnh ba của mình lại cao nữa. Rồi, lần trade là quá tốt. Về rồi ngủ đi. Ha ha ha. Ê ê ê ê. Bảy, 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 đừng có chết ở đây nha. Trời ơi. Mới chỉ được cái nhạc ba thôi đó. Rồi cho trốn chung nha. Rồi. À, hello. Khỏe không? Mày nhìn nhìn tôi với vậy? Cái gì lạ lạ hả? Mình bình thường mà ta. Trời chết, hỏi mình tại sao lại không ai quá đánh để bảo vệ tụi tao. Mà mày núp trong này vậy? Mà đánh ở đây chứ được hơn à. Mày ra chỗ khác. Mày... Ừ. Một thằng này nữa. Hai thằng. Ôi trời. Xong. Ngủ thôi, lẹ lên. Đây. Ngủ. Thành công không? Xong. Rồi, giờ mình đi về được rồi đó. Khỏi đi kiếm stronghold chi hết. Không cần sách mấy đinh làm gì nữa. Này để ăn phải không? Đúng rồi. Lần đầu tiên trong đời được ăn củ dền. Thôi đi kiếm cái kim tự tháp đi. Chơi bạn vui ha. Chỗ này có nham thạch sẵn đây luôn nè. Có cái làng rồi. Cây cối xung quanh rồi mấy con thú. Chỗ này quá tốt luôn. Giờ cho mấy bạn tọa độ nè. Đó. Nhập tọa độ vô rồi bay qua đây đi. Xong cái này đi. Cái ship thì mình đã để cho mô tả.
Ô, chỗ này cũng nhỏ xí. Shipwreck kìa, trời ơi, nãy đi xa làm chi vậy? Nhỏ xíu à? Tức là sẽ không có cái gì đó. Lâu đài đâu. Qua kia. Bên đó cũng là cái sa mạc á. Đi vô có xíu à, không có lâu đài à. Qua đây. Đây có shipwreck nữa. Nãy đi trời. Đi chừng cây số vậy. Đi khoan đợi tí. Để quăng cái Enderpearl đây. Kiếm luôn cái stronghold. Không thể bỏ cuộc dễ dàng gì được. Giờ là ưu tiên của mình là không chết nha. Quăng thêm cái nữa ha. Hướng này. Mà quăng quá trời nhiều lần luôn mà chưa mất cái nào hết á. Đã vậy. Cho mấy bạn nào chưa biết là đây là lần đầu tiên mình xây dân làng luôn á. Đó giờ dân làng là mình không có xài tới. Tại vì kiếm lục bảo không có ra, khó lắm. Mình xoay toàn là mấy cái gì không à. Ủa mà sao mình có nhiều lục bảo quá trời á. Không nhớ luôn. À, cho mấy cái thuyền này nó phải không? Đi săn kho báu này nữa. Cũng vui ha. Mang rác cập nhật lại nhiều thứ quá trời luôn. Hướng này. Ủa, nghẹt đảo luôn à. Tức là nó sẽ nằm ở đâu ở đây nè. Gần tới rồi. Nhìn thử công trình nào lạ lạ không? Ê, 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 ê. Ủa? Phải không? Ủa sao lạ? Nằm ở trên luôn nè. À. Hai cái son hô quá trời lạ luôn. Đây. Nó đây nè. Đã ghê ta. Ô, mà trong đây không vui. Không vui tí nào. Ô nó. Ý. Khoan. Cái khiên có thể đỡ được Reaper hả? Tiếng gì vậy? Tiếng gì vậy? Sao có nhiều tiếng thấy ghê quá vậy? Mày mày nhiều zombie quá rồi. Ê, nổ luôn cả. Cái nón vẫn chưa hư. Ok. Nữa. Nữa nè. Tuyệt vời. Rồi kiếm cái rương. Hình như là có hai thư viện phải không? Nhưng mà mình kiếm một cái thôi được à. Tại vì có nhạc ba rồi nên cũng không có lo lắm. Tầm này quá trời hên luôn. Đừng nói mấy đinh nghe trời. Không có gì hết. Shit. Đây còn cái rương nữa nè. Ba quyển. Có khi nào không? Gai. Lại. Sống dữ. May mắn. Lời nguyền ràng buộc. Oh shit. Ràng buộc tức là mình không thể đổi vũ khí được luôn á. Phải không? Cứ lấy đi, có sống dữ là được à. Gai à, lấy luôn. Cái sống dữ này là mình cũng hơi hơi vui nhưng mà có cái là có cái lời nguyền ràng buộc mà không hiểu là cái gì. Nghe chữ lời nguyền là biết rồi ha. Đây là gì? Một chỗ có rất là nhiều mob không muốn qua. Ở thư viện nè. Đã vậy? Trời ơi tôi hên quá đi. Cắm cái đuốc này. Go. Đây. Không có gì. Ồ, vậy là sách enchant nằm ở dưới. Cái ở dưới nó nằm ở đây. Hai quyển. Bản đồ nè. Lấy không? Thôi khỏi đi. Bảo vệ ba và mến đinh. Nhặt hai cây cháy. Thôi khỏi. Rồi, đi. Vậy thôi, xong. Khá thành công á. Tập này quá trời vui luôn. Rồi về, yeah. Đi trời tối rồi. Có nên ngủ không? Khỏi đi. Đi dưới biển mà có sao đâu.
Ồ, mấy anh kiếm ra rồi, bạn ơi, chỗ này hiếm lắm nè. Không biết có mấy con bò kia không? Có bữa các bạn nói mình là kiếm con bò kia nuôi đi, bò có cái nấm này nè. Ý phải không? Khoan khoan khoan, ngủ cái. Rồi sao dắt về nhà được? Vấn đề là dắt về nhà làm sao? Và cho các bạn nào chưa biết một lần nữa là lần đầu tiên mình kiếm được mấy con bò luôn á. Trời, phải đem mới về nuôi được ha. Mẹ nó đẻ trứng ha. Rất tiếc là không phải đẻ trứng. Hay. Ổn quá. Đúng rồi, để cho mấy bạn kiếm được chỗ này thì mình sẽ để tọa độ đây luôn ha. Nó nè. Rồi. Nó sẽ rất là nấm đỏ phải không? Ý, nấm nhà mà nấm đỏ mà. Mình cần cái nấm mà màu nâu nâu á. Đâu rồi nấm đỏ ở đâu? Chỗ này nhỏ xíu à. Nè nấm nâu nè. Nói là có luôn vậy đó. Thấy vậy này trồng được không? Chắc được mà ha. Rồi có cái này mình làm được súp gì mấy bạn nói đó. Lấy nhiều luôn. Mình không muốn giết mấy con bò đâu. Đây là lần đầu tiên mình đặt chân vô cái biome gì luôn đó. Cái đất này lạ ha. Rồi để nhìn bò lần cuối rồi đi. Không đem theo được quá ổn. Mà chắc để mình nghiên cứu coi cách nào đem nó theo không á. Theo như mình nghiên cứu thì có thể để nó lên cái thuyền rồi đem nó về. Nhưng mà phải đem hai con mới được. Một con sao được. Để coi thử. Nuôi cũng được thôi. Đâu ăn thịt đó đâu. Thuyền đâu. Thuyền đây. Rồi. Ý lộn. Đẩy nước. Xong đẩy nó xuống. Xuống. Ồ, rồi mình lên. Được nè. Rồi đem về. Yeah. Tuyệt vời. Đường nào đây? Đường nào đi về? Có tọa độ là biết liền. Còn nó còn đây nè. Rồi mình sẽ thấy nó vô cái chuồng bò hả ta? Chắc vậy hả? Tạm thời là vậy đấy. Rồi có một con một thôi để chuồng bò luôn cho rồi đấy. Không biết là có cách nào để làm nhạc Minecraft nó thường xuyên bật lên không nữa. Nó cứ trên khúc rồi cái nó tắt hoài. Rồi tới rồi. Làng đây. Ồ mà cái làng mình nó nát rồi. Cái đường vô cái chuồng của mình nằm ở đâu? Ủa? Cái này làng khác mà. Lộn rồi. Đi là cái làng khác chứ không phải làng của mình. Mà ở đây có dân làng nè. Mà ở gần nhà phong đúng rồi, gần nhà nữa. Vậy là nếu được á, thì mình sẽ để dân làng ở đây rồi mình chở nó về á. Lai tiếp. Tạo ra một cái làng mới luôn. Đó, thấy gì chưa? Từ xa thấy liền. Công trình quá bự mà. Nhưng mà sẽ bị đập thôi. Đập để làm gì thì Tết mấy bạn sẽ biết. Mà ngộ con bò mà tự nhiên mọc nấm cho mình. Thế mà khoan, con này với con kia ở trong chuồng đúng không vậy? Nó có bị không biết nữa. Sao kẹt ai? Này ra ơi. Cần con bò đó trời ơi. Ra chỗ khác ơi. Rồi đi. Thôi mà để chung chuồng gà đi cho chắc ăn á. Mình sợ con bò này với con bò này nó có cái gì đó không hợp tác với nhau á. Rồi cắn giết nhau nữa. Rồi nhìn gọn lẹ luôn. Đó. Vô. Nữa. Rồi con quỷ gà nó ra. Trời ơi thôi. Chạy luôn kìa. Nè. Rồi tạm thời vậy đi. Cho nó trong này thôi. Sau này sửa. Ồ xong. Chuyến đi rất là thành công. Dắt được thêm con bò về nữa. Rồi thêm cái nữa mấy bạn nào để ý không ha. Không mất một con mắt nào hết. Nhặt ba. Lấy ra. Để vô kiếm. Không biết đủ cấp không nữa. Đi. 7 cấp. Nhặt 3. Xong. Giờ đã kiếm đinh 3 cái 1 luôn á. Rồi tập này mình sẽ dừng tới đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào tập sau. Bye bye.